Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái đồng hồ để bàn các bạn. Em cũng rất thích sưu tầm mấy cái loại mà đồng hồ hay để bàn đấy. Tại vì em cũng khá là thích đồng hồ. Thì cái con này đặt trên Shopee thôi, giá nó tầm khoảng 400 nghìn. Đây là có một cái dây cáp này. Này. Ok, trong hộp hết rồi. Đây các bác. Rồi. Rồi, thì đây các bác, đây là cái đồng hồ. Trong này không còn gì nữa. Trong này có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Xem nào. Nó cũng có khá nhiều tiếng này, cả tiếng Nhật này. Nói chung là tiếng Nhật với tiếng Anh. Và cái này thì đọc cũng không hiểu mấy đâu. Ok các bác, thì đây. Đây là cái mặt trước của cái đồng hồ này. Các bác có thể thấy này. Nhìn nó vẻ hơi xước các bạn. Hơi xước sao ấy, sẽ bóc cho nào. Không sao các bạn, đây nó còn một miếng, nó còn một cái lớp dán màn hình ấy, thì nó xước là đúng thôi, thì lột cái này ra thì nó sẽ hết xước thôi, không sao cả. Đây, hình như họ cũng có lột lột thế này. Thế thì cái đồng hồ để bàn này nó có một cái chức năng nữa, đó là cái chức năng mà nó có thể chiếu lên tường được đấy các bác. Đây này, nó như thế này này. Đấy, có thể dùng cái phần này này nó chiếu lên tường được. Đấy thì tí nữa em sẽ thử cho các bác xem này, nó cái hiệu quả của việc chiếu đấy như nào nhé. Còn cái model của nó đây, trên này luôn. Đây các bác, model của nó đây. Đấy. Và đây cũng là cái mặt sau. Để sao ra xem nào. Đấy, thì đây. Em tháo cái nắp để pin được rồi. Thì trong này nó có một cái cọng dây. Đấy, nó rất là dài đây, nó phải tầm mét đấy các bác. Dây này dài lắm. Thì chỗ này nó hình như nó là một cái dây để cái dây anten ấy để thu sóng FM ấy. Đây có một cái nữa này. Thì đây. Đây hình như nó một là một cái đầu để cảm biến nhiệt độ các bác. Đây này. Đấy, nó có thòi lòi ra một tí này thôi. Đấy. Và ở đây nó có hai cái pin 3A thì là cái loại pin nhỏ ấy. Thì cái pin này ấy, như em đọc hướng dẫn ấy thì nó chỉ là cái pin để mà lưu trữ cái thời gian thôi nhé, có nghĩa là cái pin backup ấy, chứ không phải là cái pin để mà cái đồng hồ này nó sáng được nhé. Cái đồng hồ này sáng không thể dùng pin mà sáng được đấy các bác thấy không, kể cả lắp pin vào rồi nó vẫn không sáng này. Pin này pin mới nhé. Đấy, thì cái đồng hồ này nó có hạn chế là phải cắm điện thì nó mới sáng được nha các bác. Đấy, thì đây em sẽ cắm điện cho bác xem luôn. Đấy, em có một cái đầu điện đây rồi. Đó, đó thì các bác, thì cái đồng hồ này nó phải cắm điện thì nó mới sáng, có nghĩa là nó phải dùng điện 5V nhé. Còn cái hai cái cục pin này nó chỉ để lưu trữ thời gian thôi, để nó khỏi bị sai giờ thôi. Nếu như các bác tắt cái điện này đi thì nó lưu trữ được thôi. Đấy, và đây là cái hàng nút ở bên trên. Thì đây các bác, cái nút đầu tiên này này có một cái vòng xoay và nó hiển thị là hình như nó là cái đài FM ấy để dò kênh ấy. Và em sẽ ấn luôn xem nó thế nào nhé. Đó các bác. Đó. Đây là cái to nhỏ rồi đây. To nhỏ đây. Đó. To nhỏ volume đấy. Đấy. Để xem nào, dò kênh như thế nào nhỉ. Ấn giữ vào đây. Các bạn ấn giữ vào đây thì nó sẽ dò kênh. Thì trong quá trình dò kênh em nghĩ là các bác phải treo cái dây này lên cao ấy thì nó dò mới được. Em nghĩ là thế, thì cái nào cũng thế mà. Nó đang dò nhưng mà hình như nó không bắt được kênh nào cả. Để cho lên cao phát nhé. Em cho lên cao một chút rồi em dò lại xem thế nào nhé. Rồi em cho lên khá cao rồi đấy, dò lại này. Đó, nó đang là dò lại đấy. Đấy, một kênh. Các bạn nhấn giữ vào nút này, nhấn giữ, nhấn thẳng xuống thì nó sẽ dò kênh. Đó, có vẻ là ở trong cái địa bàn chỗ em đây ấy, thì nó không bắt được nhiều kênh, thậm chí nó không bắt được kênh nào luôn. Đấy, em dò mấy lần rồi mà nó vẫn không bắt được. Thì thực ra là cái chức năng FM này em cũng không cần thiết mấy. Em mục đích mua con này để mà nó có hiển thị thời gian để em để trên bàn cho nó sáng thôi. Và làm cái đèn ngủ luôn các bạn. Khi mà cái này sáng nó cũng khá là sáng ấy, để làm đèn ngủ thôi. Đấy thì các bác thấy không? Ở trong cái phòng trọ của em thì nó không bắt được cái FM, tại vì
có thể là do cái địa bàn ở chỗ này thôi. Rồi thì coi như em tắt đi. À, cái này là cái gì nhỉ? À, xoay cái này. À, cái này là một cái chức năng để mà hẹn giờ tắt cái FM này đi ấy. Đây ví dụ các bác có thể hẹn được là 18 phút, 17 phút hoặc là tối đa là bao nhiêu nhỉ? Tối đa là 90 phút các bạn. Thì chỗ này này các bác có thể hẹn giờ là tối đa là 90 phút thì nó sẽ tắt cái đài FM này đi. Cũng như là hẹn giờ tắt cái đài FM này thôi. Đấy, còn các bác muốn tắt luôn thì tắt luôn. Đấy. Ok. À, xem chỉnh giờ xem nào. Chỉnh giờ thì các bác đây này, em thấy nó ở bên này này. Nó có thời gian này, em nhấn tờ vào đây này. Thì đây, ấn vào một phát. Đấy thì nó sẽ cho các bác chỉnh thứ nhất là thứ này. Xoay cái này, các bác cứ xoay vòng này. Đấy. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ ba. Rồi ok, ấn bụp vào. Rồi, tiếp theo là nó sẽ cho các bác chỉnh ngày. Bây giờ đang là 16 giờ mấy ấy. Rồi, ok, chỉnh giờ này. Chỉnh phút này. Xoay cái này thôi, nó cũng dễ thôi mà các bạn. Mò tí là ra rồi. Rồi, đấy thì đã chỉnh được cái ngày thứ. Và đây là nhiệt độ thì em nghĩ đây đây chính là cái cảm biến nhiệt độ đấy các bác, để em thử cầm vào tay xem nó có tăng độ lên không nhá. Em cầm vào rồi đấy, nó tăng nhiệt độ lên đấy, thì đây chính là cái cảm biến nhiệt độ nha các bác. Đấy, nó có một cái mỏm thổi ra này thôi. Rồi ok, thì tiếp theo là test một, nó có hai cái báo thức đấy các bác. À, đấy thì em sẽ nhấn cái báo thức xem nào. Đấy, à cái báo thức này thì cái báo thức số 1 này nó đang để là 0 giờ 00 phút. Đấy thì nếu mà muốn chỉnh cái thời gian này em nghĩ là chắc là cũng nhấn giữ vào nó thôi. Nhấn giữ này. À đúng rồi, chuẩn luôn các bác. Các bác muốn hẹn giờ thì cũng nhấn giữ vào nó. Bây giờ 12 giờ à 16 giờ. Bây giờ hẹn giờ sẽ là nó kêu như nào nhé các bác. Cho nó là 13 đi. Ok. À, chỗ này là nó có kênh này, kênh và cái chỗ này chữ gì không biết, nhưng mà em nghĩ đây là một cái tiếng bíp bíp ấy. Đấy, tiếng bíp ấy, tiếng bíp như kiểu là tiếng bíp bíp để mà hẹn giờ ấy. Còn chỗ này là kênh của FM thì có nghĩa là nó cho các bác hẹn giờ là bằng tiếng bíp bíp hoặc là bằng cái một kênh nào đó của đài FM. Đấy, chính xác là như thế đó các bạn. Đây là kênh 1, kênh 2 này. Đấy. Đấy, nhưng mà vừa giờ em chỉ dò được có một kênh thôi. Đấy, cho nên nó chỉ có một kênh thôi. Thì em sẽ không dùng cái FM nha các bác, tại vì FM nó có kêu được đâu. Rồi, ok. Em sẽ dùng cái tiếng bíp bíp để xem nó kêu như nào. Ok, còn cái giờ này thì như nào nhỉ? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Ok, nói chung là không thấy nó chỉnh từng ngày được sao các bạn. Thôi rồi, hôm qua xứ cái 13 rồi, mình đang hẹn giờ 13. Mình hẹn 14 đi. Ok. Rồi, để xem đến 14 thì nó sẽ kêu như nào. Tranh thủ ngồi đọc cái này xem thế nào. Các bác đợi tí nhé, xem đến 14 nó có kêu không. Không kêu thì bỏ mẹ. Đấy, nó kêu được các bác, nó kêu như này thôi. Đấy, nó kêu bíp bíp như thế thôi. Đấy, và các bác muốn tắt ấy thì các bác nhấn vào cái biểu tượng bàn tay này này thì có nghĩa là tắt. Và các bác muốn ngủ tiếp ấy, ngủ tiếp mà sau tầm khoảng, cái này em nhớ đọc là tài liệu nó là sau 10 phút nó sẽ báo báo thức lại một lần nữa. Đấy. Ví dụ như các bác ấn cái hình nằm ngủ tiếp đây này thì nó có hiển thị ở đây và sẽ sau khoảng 10 phút nữa nó sẽ báo lại cho các bác một lần nữa nhé.
Đấy, đây 14 thì nên lên 10 phút, nó là 20 đến 16 giờ 24 phút nó sẽ báo lại lần nữa. Còn các bác muốn tắt luôn ý, thì các bác nhấn vào cái bàn tay này thì nó sẽ tắt luôn. Đấy, ok. Đấy thì nó đơn giản thế thôi. Thực ra thì cái đồng hồ này cũng chỉ để cần báo thức như thế thôi, cũng không cần thiết phải là đưa một cái đài FM lên làm cái gì. Đấy thì tùy nhu cầu của các bác thôi. Thì đây là cái mấy cái chức năng cơ bản đấy thôi, các bác mò tí là ra. Ở sau này thì các bác có đây này. À đây. Đây là cái nút tăng giảm độ sáng của cái màn hình thì vậy đây. Thử xem nào, nhấn nút đầu tiên này. À đúng rồi các bạn. Đó. Các bác có thể tắt luôn và tăng giảm độ sáng. Đấy. Rồi ok, thì có nghĩa là cái nút đầu tiên này là cái nút tăng giảm độ sáng này. Đây này. Có cái nút DST này này. Nó là cái giờ 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 ban giờ 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 mùa hè ấy, thì cái này ở phương Đông, phương châu Âu thì người ta hay dùng thôi. Đấy chứ còn ở Việt Nam mình thì không dùng cái chức năng này. Có nghĩa là em như em đọc cái tài liệu thì nó là ở nước ngoài ấy, cái mùa hè nó sẽ nhanh hơn ấy, thì các bác nhấn vào đây để nó sẽ tăng cái thời gian lên 1 tiếng. Còn ở Việt Nam mình thì không cần thiết, không cần cái DST này nhé. Và các bác muốn tìm hiểu cái DST là gì, các bác có thể tra Google cũng được. Đấy, tiếp theo là hai cái phím nữa, thì cái này đơn giản thôi. Cái là 12 giờ với 24 giờ thì chuyển chức năng là xem ngày là xem giờ là 24 giờ hoặc là 12 giờ thôi. Còn đây là độ F với độ C thôi. Này không quan trọng. Ok. Thì có một cái hay ho lớn nhất của cái đồng hồ này đó là nó có chức năng phát chiếu chiếu cái đồng hồ này lên trên tường hoặc là trên cái vật liệu ấy. Đây, các bác nhấn vào đây. Đấy, em để đây nhá. Đây cho các bác xem. Em sẽ chiếu nó lên với cái quyển sách này chẳng hạn. Đây. Đây các bác. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó đang ở đây này. Đấy. Và ở đây này, ở đây nó có một cái bánh xe ở đây này, bánh xe màu đen đen nhỏ nhỏ trong này. Thì cái bánh xe này có chức năng, nó là cái nó như kiểu điều chỉnh cái tiêu cự ấy các bác. Đây này. Ví dụ em đang nó có thể điều chỉnh mờ đi hoặc là nó rõ hơn. Đấy. 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 Và khi các bác nhấn vào cái nút này, nhấn giữ ấy, cái nút này này thì nó có thể là xoay được các bạn. Xoay cái đồng hồ này đi 180 độ. Đấy, nó bị ngược lại. Đấy. Ok, đấy và các bác cũng có thể là tắt tắt cái màn hình chính này đi, chỉ cần sử dụng mỗi cái chiếu này thôi cũng được. Tắt đi này. Đấy, tắt đồng hồ đi mà chỉ cần sử dụng mỗi cái chiếu này thôi. Đấy thì nó cũng khá là hay ho các bạn. Em thì em cũng test rồi là nó sẽ chỉ có chiếu rõ nhất được trong vòng khoảng từ 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 20 đến 30 cm thôi các bạn. Đấy và các bác phải đưa cái đường thẳng này này. Cái bình thẳng này này. Cái đường thẳng này này, nó chiếu thẳng này, nó chiếu phải thẳng thì nó mới cho ra cái chất lượng tốt nhất và nó chung là nó rõ ràng nhất đấy. Chứ còn các bác chiếu nghiêng nghiêng như thế này này, nó sẽ bị nó như kiểu nó bị phần dưới nó to hơn hoặc là phần trên nó to hơn đấy. Nói chung là nó cũng không được chuẩn chỉ cho lắm. Em chỉ cái gì là nếu mà chiếu thẳng thì mới ngon được. Đấy và em sẽ thử tắt điện đấy nhé, tắt điện xem nó chiếu như nào, tại vì nó đang còn sáng quá. Rồi ok, các bác chờ chút, em sẽ chiếu lại cho các bác xem nha. Đây các bác, đấy thì nó cũng khá là rõ. Nếu như mà các bác để trong màn đêm ấy, đây này, để trong màn đêm thì đây này, em đang cách xa cái vật liệu nó tầm khoảng 30 40 cm. Đấy và xoay cái này, khi các bác chỉnh thì các bác nó phải xoay. Ở đây các bác có thể nhìn thấy là em chiếu lên tường này. Đây này. Cho lên tường này. Đấy, các thấy không? Nói chung là cho trên tường thì nó cũng khá là to. Cũng khá là hay. Đấy. Lên tường nó cũng khá là to chứ khoảng cách từ từ cái máy này đến cái tường ấy nó đang tầm khoảng mét mét rưỡi gì đấy, tầm đấy. Thì nói chung là nó cũng khá là hay các bạn. Nếu mà để tối này các bác chiếu lên tường, các bác làm cái đèn ngủ hoặc là để xem giờ ban đêm thì cũng rất là tiện, em thấy là ok. Đó, nó rất là hay.
Thì em mua cái này cũng mục đích để mà tối sẽ bật cái này lên để mà làm cái đèn nền này, cái đèn ngủ ấy. Đấy. Ok các bác, thì em thấy cái đồng hồ này nó cũng khá đáng để mua đấy các bác. Để em bật điện lên phát đã. Ok. Đó, thì em thấy là cái đồng hồ này nó có mỗi nhược điểm là nó phải dùng điện thôi các bạn. Nhưng mà em nghĩ là đây chắc cũng có lý do của nhà sản xuất thôi. Tại vì với cái độ sáng của cái màn hình này này, nó sáng chói, nó dùng đây nó dùng các thanh LED như này thì nó rất là tiêu tốn pin. Nếu như mà em nghĩ nếu như mà chỉ dùng pin thôi ấy, thì nó sẽ rất nhanh hết pin. Đấy, cho nên là cái này cũng có lý do của nó thôi. Ok các bác, thì em thấy là cái đồng hồ này nó khá đầy mỡ. À đây, quên, các bác, đây còn cái lỗ này để mà sạc ấy, sạc cho các thiết bị khác ở bên ngoài nữa. Đấy. Chung cái này thì không quan trọng đâu, cũng không ai sạc cái này đâu. Rồi ok, chào các bác.